Audio ngôn tình chìm trong cuộc yêu tập 34 chương 119 đứa bé không có cha. Anh có đáp ứng không? Mạch Xanh Tiêu hỏi. Ruột Tôn tầm mắt hướng xuống nhìn qua cái bụng bằng phẳng của cô, hắn thật lâu cũng không trả lời. Ruột Tôn chưa từng nghĩ đến qua một đứa trẻ chưa được sinh ra lại có thể đem cho hắn niềm vui lớn như vậy. Hắn thậm chí có thể nghĩ tới sẽ buông bỏ tất cả, chỉ cần có Xanh Tiêu. Hắn muốn làm cho cô giống như những phụ nữ bình thường khác, nhưng lại không nghĩ đến Mạch Xanh Tiêu ngay cả cơ hội đó cũng không cho hắn. Em nhất định muốn như vậy sao? Anh không chịu đáp ứng. Ruột Tôn xoay người nằm bên cạnh Xanh Tiêu. Được. Hắn mệt mỏi nâng che đi đôi mắt. Tôi đáp ứng với em. Nói xong câu đó, trong lòng người đàn ông không còn gì nữa, trái tim như có lỗ hổng lớn khó có thể lấp đầy. Ruột Tôn từ đó cũng không cấm túc đối với Xanh Tiêu nữa, nhưng mỗi lần đi ra ngoài đều phải có dì Hà đi cùng. Gần sang năm mới, dì Hà vốn muốn tự mình chuẩn bị làm bữa cơm tất niên, nhưng Ruột Tôn gọi điện thoại trở về nói sẽ cho người đem đến một bàn tiệc. Đúng lúc Xanh Tiêu vừa muốn đi ra ngoài, dì Hà cũng cẩn thận đi cùng. Đường dành riêng cho người đi bộ tấp nập người, chen chúc kinh khủng. Mạch Xanh Tiêu đơn giản chỉ là muốn ra ngoài đi dạo một chút, lại thấy dì Hà luôn lo sợ theo sát như vậy, làm cô không còn tâm trạng để đi nữa. Đi bệnh viện làm kiểm tra xong, không bao lâu thì trở về Ngự Cảnh Uyển. Vừa xuống taxi, đi vào vườn, đã thấy Ruột Tôn mua không ít đồ mang về. Dì Hà cùng Xanh Tiêu đi vào phòng khách, một giường trẻ em 2 tầng, đặt bên cạnh sofa, còn có bồn tắm rửa, đồ chơi và quần áo trẻ em. Mạch Xanh Tiêu cầm trong tay túi sách, trông thấy Ruột Tôn đang từ lầu 2 xuống. Nhân viên phục vụ giao hàng là một cô gái trẻ ở cửa hàng bán đồ dành cho trẻ em. Phu nhân, cô thực sự hạnh phúc, thấy tiên sinh chăm sóc cô rất nhiều. Dì Hà vén tay áo lên hỗ trợ. Ruột thiếu, mua nhiều như vậy làm gì? Kỳ thật về sau, chuẩn bị vẫn đến nơi đến chốn mà. Khi qua năm mới, tôi sẽ kêu người đến sửa chữa, bố trí lại phòng em bé. Mạch Xanh Tiêu lướt mắt nhìn các đồ vật phía trước. Ruột Tôn mua không ít đồ chơi, còn chuẩn bị cả xe đua trực thăng mô hình. Hắn có thể xác định sau này đứa nhỏ sinh ra sẽ thích những thứ này hay sao? Xanh Tiêu nhìn qua các vật dụng nho nhỏ tinh xảo, đôi giày em bé trên bàn trà chỉ bằng nửa bàn tay. Mạch Xanh Tiêu khóe miệng như nở nụ cười, nhưng trong đáy mắt chợt nhớ tới đến đào thần còn đang ở sâu dưới biển không được vớt lên. Xanh Tiêu còn chưa kịp vui mừng thì khóe miệng đã cứng lại. Dì Hà, không cần làm nữa. Dì Hà ngẩng đầu. Vậy tôi đem lên lầu sắp xếp lại. Ruột thiếu mua nhiều như vậy, tương lai tiểu thiếu gia sinh ra sẽ rất hạnh phúc. Mạch Xanh Tiêu nhìn xuống người đàn ông đang ngồi xổm dưới đất, tay loay hoay cầm những món đồ chơi. Ruột Tôn, anh quên đã đáp ứng với tôi chuyện gì rồi sao? Động tác trong tay người đàn ông dừng lại. Đứa bé này cùng anh không có quan hệ, việc mua những cái này cũng không cần anh quan tâm. Anh đem những vật này trả đi. Xanh Tiêu, nhìn đi, đây đều là Ruột thiếu tỉ mỉ lựa chọn. Dì Hà đứng lên nói. Mạch Xanh Tiêu đương nhiên biết rõ. Dì Hà, bởi vì anh ta đã đáp ứng yêu cầu của con. Có thể... Dì Hà không muốn làm cho quan hệ của hai người lại xấu hơn. Xanh Tiêu, cô chưa từng sinh em bé, có lẽ không hiểu được. Đối với đứa bé mà nói, ngay cả lúc chưa sinh ra, cho dù người cha hay người mẹ, nó đều mong muốn có đầy đủ sự yêu thương từ hai người. Đứa trẻ là vô tội. Đúng, đúng như vậy đấy. Người nhân viên bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa. Những thứ này tiên sinh đã cẩn thận lựa chọn hơn nửa ngày mới xong, nên... Mạch Xanh Tiêu tính tình rất bướng bỉnh. Cô có thể chấp nhận sự tồn tại của đứa bé, nhưng không thể thay cô chấp nhận cả Ruột Tôn. Người đàn ông khom lưng đem gì đó bỏ vào thùng giấy. Đem ra ngoài. Sao ạ? Nhân viên phục vụ trợn mắt há mồm. Ruột Tôn nhấc thùng giấy đem ra ngoài. Mạch Xanh Tiêu trong tay cầm lấy đôi giày trẻ em trên bàn. Cô nhìn đến xuất thần. Dì Hà phụ đem những thứ đó ra ngoài. Khi Ruột Tôn đi vào thì Xanh Tiêu đã đem đôi giày cất vào giỏ sách. Đồ vừa mua cũng không phải dư thừa. Ruột Tôn đi đến trước sofa.
về sau kiểm tra, hay để Từ Khiêm kiểm tra sức khỏe cho em đi. Không cần. Mạch Xanh Tiêu cầm lấy ly nước ấm uống. Xanh Tiêu, kiểm tra xong con có thấy khỏe không? Mạch Xanh Tiêu nhìn vào ánh mắt của hắn, thần sắc hắn bức thiết. Đối với lời nói của Từ Khiêm, trong lòng có thoáng buồn lặng lẽ. Cô đặt cái gối ở sau lưng. Anh không phải cái gì cũng đều biết sao? Chuyện như vậy tùy tiện một cú điện thoại là biết rõ mà. Di Hà tiễn nhân viên ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, đúng lúc thấy Đồng Đồng cùng Dung Ân đi tới. Đồng Đồng đi vào trong phòng khách, gạt tay Dung Ân, chạy đến bên cạnh Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu ngẩng đầu, cô như rõ bộ dáng của Dung Ân. Xanh Tiêu vặn môi cười yếu ớt. Di Hà đi đến rót chén trà. Ba nói mẹ không thể uống trà. Đồng Đồng đã leo tót lên đùi của Duật Tôn, hai tay quàng lên cổ người đàn ông. Di Hà bị tiểu gia hỏa này nhắc nhở, chợt nhớ ra. Tôi xin lỗi, tôi hay quên. Dung Ân mắc áo, liền váy rộng thùng thình. Xanh Tiêu nhìn kỹ mới phát hiện bụng của cô đã to lên. Chị đã mang thai rồi à? Gì, bụng mẹ con cất giấu em trai trong đó. Đồng Đồng chen miệng nói. Di Hà thay một ly nước ấm đem tới. Vài tháng trước cũng không có nghe Vương Linh nhắc đến. Dung Ân ngồi vào trên ghế sofa. Tôi cũng không chắc, chỉ nghi ngờ có thai lần nữa, nhưng lần này thì nó không có quá khó chịu. Cô cùng Xanh Tiêu sau có 3 tháng, đến lúc đó là có thể đông vui rồi. Thật sao? Dung Ân mỉm cười ôn hòa. Thật là trùng hợp. Mẹ, bạn học Tiểu Cường của con nói cục cưng đều là nòng nọc nhỏ của ba biến ra. Trên người gì cũng có nòng nọc nhỏ sao? Đồng Đồng ngồi trên đùi của Duật Tôn trượt xuống. Đồng Đồng, không được nghịch ngợm. Dung Ân phần đau đầu. Tiểu nha đầu nhớ rõ việc này. Đồng Đồng đi đến trước mặt Xanh Tiêu. Cô bé đưa tay cẩn thận sờ lên bụng Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu bị cử chỉ của Đồng Đồng làm cho cô dở khóc dở cười, thần sắc có chút khó xử. Duật Tôn nhìn qua mặt Xanh Tiêu, đầu chân mày tùy ý dương cao. Đồng Đồng, trong bụng gì là em trai hay em gái? Là em trai. Đồng Đồng làm như có thật gật đầu. Cũng giống như em trai của Đồng Đồng, ba con nói con trai thường có quả chuối nhỏ. Dung Ân sắc mặt bất đắc dĩ. Chỉ có mỗi tiểu nha đầu này thôi cũng có thể làm cho cô cùng Nam Dạ Tước sức đầu mẻ chán. Ai cũng hay nói trẻ nhỏ thường nói linh tinh nhất, trong bụng em nhất định là bé trai đấy. Thật vậy sao? Xanh Tiêu không khỏi đặt tay lên bụng. Dung Ân thấy khuôn mặt cô gầy gò, thần sắc cũng không tốt. Lúc mang thai tối kỵ nhất là tâm trạng không tốt. Tương lai cục cưng sau khi sinh ra sẽ giống như cảm xúc của mẹ nó. Nếu như phụ nữ có thai vui vẻ trong lời nói, đứa bé sinh ra sẽ hoạt bát. Em vừa mang thai phải nhớ ăn vitamin B11 đấy. Xanh Tiêu nói. Em là khẩu vị không tốt, cũng chẳng muốn ăn gì cả. Cái này thì ai cũng vậy, chỉ cần qua 4 tháng đầu là tốt rồi. Hiện tại không cần lo lắng cục cưng không đủ dinh dưỡng. Thật sự ăn không vô thì cũng đừng miễn cưỡng. Em ăn nhiều trái cây một chút. Tay Xanh Tiêu xoa đầu Đồng Đồng. Tiểu nha đầu phối hợp lập tức đem mặt áp vào ngực Xanh Tiêu. Cô đối với hành động thân mật của cô bé có hơi luống cuống tay chân. Đồng Đồng bàn tay nhỏ bé xoa xoa bụng Xanh Tiêu. Mẹ, Đồng Đồng cùng tiểu đệ chào hỏi. Xanh Tiêu trong lòng mềm nhũn. Có lẽ có một đứa bé thật sự rất tốt. Dung Ân thận trọng nhìn ra Duật Tôn cùng Mạch Xanh Tiêu trong lúc này không ổn. Cô cũng không nói thêm gì. Chúng ta hai nhà gần nhau, có rảnh thì thường xuyên qua nhà chị chơi, không cần phải cả ngày buồn bực trong phòng làm gì. Vâng, Xanh Tiêu không khỏi gật đầu đáp ứng. Dung Ân ngồi không bao lâu liền nhận được điện thoại của Nam Dạ Tước. Cô đứng dậy dắt Đồng Đồng rời đi. Mạch Xanh Tiêu nhìn theo thân ảnh một lớn một nhỏ biến mất ở cửa đến mất hồn. Đứa trẻ được đầy đủ yêu của cha mẹ nên thật sự hạnh phúc hay sao? Bữa cơm tất niên cực kỳ lạnh lẽo. Di Hà lúc chạng vạng tối về nhà. Ngự Cảnh Uyển to như vậy, chỉ còn Mạch Xanh Tiêu cùng Duật Tôn ngồi trước bàn ăn. Vốn nên là một bầu không khí vui vẻ hòa thuận, nhưng hôm nay lại rơi vào hoang vắng. Mạch Xanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhìn qua đồ ăn trên bàn chỉ có thể gắp vài đũa
rồi vội vàng lên lầu. Thái độ của cô đối với Duật Tôn từ đó đến giờ cũng không thay đổi. Xanh Tiêu nằm ở trên giường, nhìn đồng hồ trên tay. Tôn Trọng Khuê lễ mừng năm mới ở nhà cùng vợ con. Tô Ngải Nhã mừng rỡ, tiêu diêu tự tại. À, từ khách sạn đi xe về đến nhà, trong giỏ sách có ảnh của thám tử Tư chụp. Mạch Xanh Tiêu hẳn là đang mang thai, bởi vì cùng dì Hà từ trong bệnh viện thai sản đi ra. Ảnh chụp Thư Điềm và Tăng Viêm ở trong thư phòng. Tô Ngải Nhã lấy bật lửa đem ảnh chụp của Xanh Tiêu đốt đi. Bọn họ hại cha mình mà vẫn sống ung dung như vậy. Khóe mắt ả đẫm lệ, đôi mắt hiện lên sự hận thù. 3 tháng cần làm một lần kiểm tra thể chất. Mạch Xanh Tiêu buổi tối lúc ngủ đã có thể cảm giác được thai nhi rất nhẹ, tựa như một chút run rẩy. Tâm tình của cô lúc này tốt hơn trước rất nhiều. Mặc dù thời gian đều yên tĩnh không nói gì, nhưng cũng rất ít khi nhìn thấy cô vô hồn nữa. Duật Tôn khi trở về, dì Hà cùng Mạch Xanh Tiêu cũng từ bệnh viện về. Mạch Xanh Tiêu cầm giấy khám bệnh ngồi bên cạnh dì Hà nói: "Dì xem, bác sĩ nói có thể thấy tim thai rồi này. Dì Hà, buổi tối con ngủ cũng có thể cảm giác được đứa bé đang động. Dì xem, đây, cục cưng, dù chụp thấy chưa rõ lắm." "Ây, 3 tháng là cảm giác được đứa bé rồi. Chờ lớn một chút nữa, cái chân nhỏ của đứa bé thỉnh thoảng đạp vài cái, còn có ở trong bụng chơi đùa. Cô có thể trông thấy trên bụng có một vết sưng là do đứa bé đạp đấy." "Thật sao?" "Đương nhiên rồi, lúc tôi mang thai, buổi tối ngủ còn bị đứa bé đạp cho giật mình dậy. Có đôi khi cách lớp quần áo, tôi còn cảm giác được đứa bé động đậy trong bụng tôi ấy." Mạch Xanh Tiêu cảm thấy mới lạ không thôi. Cô nghe được tiếng bước chân, ngẩng đầu, hào quang trong mắt không khỏi biến mất. Cô đem giấy khám lúc nãy bỏ vào túi sách rồi đi lên lầu. Duật Tôn hỏi thăm dì Hà kiểm tra sức khỏe của thai nhi. Hắn đi vào gian phòng thì Xanh Tiêu đang nằm trên giường. Hắn đi qua, Xanh Tiêu liền trở mình, đưa lưng về phía hắn. Duật Tôn vươn tay đặt ở eo cô, hắn cũng muốn biết đứa bé đạp là như thế nào, có phải là đạp đến tay của hắn hay không. Hắn cẩn thận đem lòng bàn tay đặt vào bụng của Mạch Xanh Tiêu. Kỳ thật, 3 tháng có thai, ngoại trừ cơ thể người mẹ, người khác cũng không thể cảm giác được sự tồn tại của đứa bé. Duật Tôn muốn chạm vào bụng của Xanh Tiêu, hắn cũng muốn biết cảm giác tồn tại của cục cưng. Mạch Xanh Tiêu không chút nghĩ ngợi liền kéo tay của hắn ra. Cô cuộn lại 2 đầu gối. "Đứa bé này là của tôi, anh đừng đụng vào chúng tôi." Chương 120: Mượn dao giết người. Thư Điểm đi vào ngự cảnh uyển. Mạch Xanh Tiêu khẩu vị không tốt, nhưng cô mỗi bữa cũng vẫn ăn cơm, dù là ăn mấy miếng cũng phải cố mà nhốt xuống. Thư Điểm với dì Hà cùng chào hỏi nhau rồi đổi giày đi vào nhà. Kể từ khi Mạch Xanh Tiêu trở lại ngự cảnh uyển, Thư Điểm biết rõ sau khi Đào Thần gặp chuyện không may, các cô rất ít khi gặp mặt. Một mặt lúc trước có Duật Tôn bên trong ngăn cản, mặt khác Thư Điểm luôn lo lắng sẽ khơi dậy chuyện đau lòng của Xanh Tiêu, cho nên đã cố tình tránh mặt đi. Mạch Xanh Tiêu mặc áo lông rộng thùng thình, Thư Điểm ngồi xuống bên cạnh người cô. "Xanh Tiêu, tớ muốn kết hôn." "Thật không?" Mạch Xanh Tiêu con người sáng ngời, những u ám vốn có đều tản đi hết. "Đúng vậy, năm trước đã định ra thời gian, còn cả ngày tháng nữa rồi, tớ đến đưa thiệp mời cho cậu." Thư Điểm từ trong túi sách lấy thiệp mời đưa cho Xanh Tiêu. "Đến lúc đó các cậu đều đến nhé." Mạch Xanh Tiêu nhận lấy mở thiệp, nhìn thấy ảnh cưới của Thư Điểm cùng Tăng Viêm, một đôi hơn người, nụ cười ngọt ngào, thần thái tươi sáng. "Thư Điểm, chúc mừng cậu." "Xanh Tiêu, tôi dẫn cậu đi ra ngoài một chút. Tôi biết rõ đường dành riêng cho người đi bộ mới mở một nhà hàng rất ngon." Mạch Xanh Tiêu nghĩ tới dầu mỡ, một cơn buồn nôn xuất hiện. Cô che miệng lại, đợi cho bình phục một chút ít mới mở miệng. "Thư Điểm, tớ mang thai." "Sao?" Thư Điểm kinh ngạc. "Chuyện khi nào?" "Đã 3 tháng rồi." "Có chắc không?" Thư Điểm bỏ qua một bên những chuyện không vui kia. "Xanh Tiêu, cậu sắp được làm mẹ,
cảm giác thế nào? Có phải là vô cùng hạnh phúc hay không? Mạch Xanh Tiêu lấy bàn tay xoa bụng, cô cúi đầu, lòng bàn tay từng cái xoa nhẹ. Thư Điểm nhìn ra được đây là tình thương tự nhiên nhất của người mẹ. Khóe miệng cô có chút khổ sở dương lên. Như vậy cũng tốt, quá nhiều chuyện bất hạnh đã xảy ra trên người Xanh Tiêu. Đứa bé này xuất hiện, ít nhất cũng có thể làm cuộc sống đen tối của cô xuất hiện một chút ánh sáng. Thư Điểm. Gì? Mạch Xanh Tiêu động tác vuốt ve dừng lại. Thư Điểm nghe được cổ họng cô khàn khàn hỏi, có tin tức gì của Đào Thần không? Thư Điểm tâm tình căng thẳng theo, ánh mắt ảm đạm. Không có. Cũng không tìm được anh ấy nữa, phải không? Xanh Tiêu, cậu cần gì phải nghĩ nhiều như vậy? Đã quyết định đem đứa bé này sinh ra, cậu nhất định phải có trách nhiệm với nó, biết không? Xanh Tiêu ngẩng đầu lên, cô nghiêng người qua ôm lấy bả vai Thư Điểm. Mọi người đều nói muốn tớ vì đứa con này mà cân nhắc, vì nó mà sống vui vẻ. Thư Điểm, cậu chẳng lẽ không hiểu tớ sao? Đào Thần đi, lòng của tớ vì vậy mà chết theo. Thể xác này là vì con của tớ mới không khô héo. Mỗi người đều chờ đợi nó chào đời. Thư Điểm, nó là con của ruột tôn, tớ để nó sinh ra, sau này tớ làm thế nào mà đối mặt với nó đây? Thư Điểm vỗ nhẹ sau lưng Mạch Xanh Tiêu. Xanh Tiêu, cậu nghĩ nhiều lắm rồi, cứ như vậy sẽ rất mệt mỏi. Đứa nhỏ này cũng là con của cậu, nó sẽ ở trong bụng cậu mà trưởng thành. Nó chỉ là một đứa bé, cái gì cũng đều không hiểu. Chuyện Đào Thần tớ biết rõ, cậu sẽ không buông xuống được. Xanh Tiêu, nếu muốn thoát khỏi chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạch Xanh Tiêu hiểu được, trừ phi chính mình có thể bước ra đầu tiên, nếu không ai cũng không thể giúp được cô. Thư Điểm, người trong nhà Đào Thần có khỏe không? Thư Điểm cầm lấy khăn giấy sạch lau nước mắt. Chú và dì tâm tình đã tốt hơn nhiều, cậu đừng quá lo lắng. Tay cô sờ lên bụng Xanh Tiêu dò xét. Cũng đừng quên, chúng ta đã từng nói tớ muốn làm mẹ nuôi của nó đấy. Được. Xanh Tiêu ánh mắt liếc qua tấm thiệp mời trên bàn, cô quyết định không thèm nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. Đồ đều đã chuẩn bị đầy đủ hết chưa? Kết hôn sẽ rất bận rộn đấy. Tớ sáng sớm đã bắt đầu chuẩn bị rồi, về sau còn cùng Tang Viêm chuẩn bị. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đi ra ngoài, lần nào về cũng túi lớn túi nhỏ. Thư Điểm nhớ tới Tang Viêm, đuôi lông mày không khỏi nở ra nhỏ vụn tươi cười. Mạch Xanh Tiêu nghe vậy, bờ môi nhẹ vãn ra, nhưng trong lòng vẫn còn lưu luyến. Rốt cuộc là không có giống, hôn lễ của cô cùng ruột tôn đều là do chuyên gia một mình làm hết mọi việc. Người đàn ông chưa bao giờ bỏ ra một ít tâm tư cho chuyện đó. Hoàng Duệ ấn tượng lớn như vậy, trang trí giống như cung điện tráng lệ bình thường, nhưng lại có gì dùng? Xanh Tiêu muốn tự mình làm lấy những niềm vui thú kia, nhưng ruột tôn chưa từng suy nghĩ cho cô. Tang Viêm yêu Thư Điểm, còn hắn không yêu cô. Đây là khác biệt lớn nhất. Đúng rồi, thế đã biết bé trai hay bé gái chưa? Mạch Xanh Tiêu lắc đầu. Bây giờ còn nhỏ, tớ nghĩ đợi đến lúc sinh ra, bất kể là con trai hay con gái, tớ đều yêu thương nó. Tớ thì thích con gái, ăn mặc giống tiểu công chúa một chút, bộ dáng xinh đẹp. Con trai nó nghịch lắm, đoán chừng có thể làm cho ta cực khổ chết đi được ý. Di Hà bưng lên một ít điểm tâm nhỏ và trà sữa, chuẩn bị cho Xanh Tiêu nước ấm. Cái này cũng không nhất định thế, bây giờ con gái cũng nghịch muốn chết đi, còn có thể đem nóc nhà mà phá hủy đi. Nói thí dụ như Thiên Kim nhà Nam Dạ Tước đó. Ây, bảo bối của Xanh Tiêu nhất định sau này sẽ đánh đàn rất giỏi, đến lúc đó người theo đuổi đằng sau đã có thể xếp thành hàng dài. Hẳn là như vậy rồi. Di Hà cười nhẹ nhàng. Hiện tại thì cần làm nhất là dưỡng thai. Xanh Tiêu có rảnh thì đánh đàn, nghe nhiều một chút, âm nhạc cũng tốt cho đứa bé. Nói không chừng tương lai thật sự có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng. Thư Điểm nghe được Di Hà nói như vậy, lúc này mới ý thức được vừa rồi mình đã lỡ lời. Di Hà cũng không biết tay của Mạch Xanh Tiêu không thể đánh đàn lại, nhưng Thư Điểm dè dặt nhìn về phía gò má của Xanh Tiêu. Cô ánh mắt yên tĩnh, hình như cũng không để ý hai người nói chuyện. Thư Điểm bởi vì còn phải đi gửi thiệp mời, cho nên cũng không ở lại Ngự Cảnh Uyển ăn cơm.
Mạch Sanh Tiêu mở tivi để cho dì Hà mở đĩa CD phát mấy bản nhạc Dương Cầm. Sanh Tiêu nghe nhạc, nhìn thấy xe của Ruột Tôn ngoài cổng lái vào, cô đứng dậy cầm ly đi rót nước. Dì Hà đang ở sân thượng cho Hải Bối ăn, nghe được tiếng mở cửa trở về đến phòng khách. Dạ, Ruột Thiếu đã về ạ. Ruột Tôn bước chân dừng lại, giống như đang nghe được ca khúc gì đó. Dạ, đây là đang dưỡng thai. Tôi vốn đang nói Sanh Tiêu nên tự mình đàn, như vậy cục cưng càng có thể cảm nhận được tốt hơn. Ruột Tôn đứng dậy đi đến trước ghế sofa, nhìn thấy trên mặt bàn trà đặt tấm thiệp mời, hắn cầm lên mở ra nhìn. Mạch Sanh Tiêu rót ly nước trở lại trước tivi. Cô nhìn qua người đàn ông thần sắc ngưng tụ, không che giấu được ánh mắt hung ác nham hiểm đang thể hiện ra bên ngoài. Ruột Tôn nhìn qua tên thiệp mời, bạn trai Thư Điểm là Tang Viêm. Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ ở trước mặt hắn đề cập đến Tang Viêm. Làm sao vậy? Sanh Tiêu vô ý thức khẩn trương lên. Anh biết sao? Ruột Tôn nhìn qua hình Tang Viêm trông trẻ tuổi tuấn tú, hắn chậm rãi đem thiệp mời khép lại. Không biết. Mạch Sanh Tiêu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng, có một luồng khí rất lạ. Cô nắm chặt ly nước trong tay. Thư Điềm là người bạn tốt nhất của tôi. Cô nói ra những lời này, Ruột Tôn làm sao mà không hiểu ẩn tình bên trong. Vậy Tang Viêm có biết rõ quan hệ giữa anh và em không? Mạch Sanh Tiêu nhốt xuống một ngụm nước, cô thiếu chút nữa bị sặc, vội vàng lấy tay che miệng. Các anh biết nhau phải không? Ruột Tôn đem thiệp mời ném trở lại trên bàn trà. Em quá nhạy cảm rồi, anh chỉ là tùy tiện hỏi một chút thôi. Nói xong, hắn đã đứng lên. Mạch Sanh Tiêu ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Cô tắt tivi. Hai câu hỏi kia của Ruột Tôn rất không bình thường. Sanh Tiêu có thể cảm thấy được, trong lúc đó, hắn và Tang Viêm không thể nào đến một chút quan hệ cũng không có. Ăn cơm tối xong, Mạch Sanh Tiêu đi lên lầu. Cô tắm rửa xong rồi trở lại phòng ngủ. Bên tai chuyển đến một hồi tiếng đàn du dương. Cô cầm áo khoác đi ra ngoài. Âm thanh tiếng đàn dương cầm là từ dưới lầu truyền đến. Sanh Tiêu đứng ngay khúc quanh cầu thang, tay phải vịn lấy lan can bên cạnh. Trong phòng khách, Ruột Tôn hai tay tại phím đàn đen trắng bay múa. Sanh Tiêu đứng ở góc độ vừa vặn có thể trông thấy sóng lưng thẳng tắp của người đàn ông. Cô im lặng đứng ở đó, cho dù Ruột Tôn ngẩng đầu cũng không phát hiện ra cô. Sanh Tiêu nghe ra được đây là một đoạn trong bài Ngày Mùa Thu Thì Thầm. Trước kia tại Hoa Nhân, cô cũng thường xuyên đàn bài này, làn điệu du dương. Ruột Tôn đàn ra vô cùng hay, tình cảm đầy đủ, làm cho người ta không khỏi chìm sâu vào trong đó. Mạch Sanh Tiêu vừa đưa tay xoa bụng cũng cảm giác được một hồi động đậy rất nhẹ. Lần này không giống lần trước, nó duy trì thời gian động liên tục thật lâu, làm như có thể cảm nhận được rõ ràng. Sanh Tiêu trong lòng run lên, không tự chủ cảm thấy rung động. Lòng bàn tay cô tại bụng xoa nhẹ, tiếng đàn dương cầm xuyên qua khắp phòng rộng rãi, vang vọng trong vườn của Ngự Cảnh Uyển. Cô lúc trước chỉ nghĩ trong sách viết gì thì viết vậy, không nghĩ đến lại thật sự sẽ thần kỳ như thế. Mạch Sanh Tiêu ánh mắt nhìn xuống trên mu bàn tay mình, mỗi lần nghĩ đến một cái sinh mệnh bé nhỏ lại từ trong bụng mình mà từ từ trưởng thành, cô xúc động đến nước mắt đọng thành giọt. Chỉ là Mạch Sanh Tiêu che giấu vô cùng tốt, ngay trước mặt của Ruột Tôn cùng dì Hà, cô chưa bao giờ biểu lộ. Mặc dù cô ngay từ đầu phải hạ quyết tâm không cần đứa bé này, nhưng một khi đã quyết định giữ lại, cô sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ nó. Buổi tối ngày hôm sau, Mạch Sanh Tiêu vừa đi lên lầu không lâu, liền nghe thấy trong phòng khách một lần nữa chuyển đến âm thanh đàn dương cầm. Hôm nay là bài được đàn là Sky City. Mạch Sanh Tiêu đứng trước ở bậc cầu đầu tập cầu thang. Ruột Tôn cùng với đứa con trong bụng duy nhất ràng buộc chính là ở giờ phút này. Mỗi khi đến lúc này, cục cưng hình như rất thích cử động rất nhiều. Cô nghĩ đây chính là cắt không dứt quan hệ huyết thống, dù là cô có ngăn cản cũng vô dụng. Sanh Tiêu khom lưng ngồi ở trên bậc thang. Ruột Tôn phải trả giá cho những việc này, cô không có tước đoạt gì hết. Mạch Sanh Tiêu hốc mắt chua xót, nơi khóe mắt ngưng đọng một tầng nước.
Nếu như đứa bé này sinh ra tại trong bụng người khác, nói không chừng nó sẽ nhận được rất nhiều yêu thương. Nó sẽ có cha, có mẹ cùng yêu thương, có ông, có bà. Vào mỗi buổi tối, mẹ có thể gối lên cánh tay của ba, kể cho con nghe chuyện tình cảm động trước đây. Tất cả mọi người sẽ cùng hồi hộp và háo hức chờ đợi con sinh ra. Xanh Tiêu nâng hai đầu gối, nước mắt nóng hổi rơi vào trên mu bàn tay. Cục cưng của cô có thể có được quá ít yêu thương. Mạch Xanh Tiêu hai tay đặt trên đầu gối. Chuyện đã cách hơn một năm, cô vẫn có thể nhớ rõ ràng từng giai điệu, từng nhịp rất quen thuộc kia. Di Hà đứng ở cửa phòng bếp, lúc mà Ruột Tôn đánh đàn thì vẻ mặt rất chuyên chú. Đèn tường mờ mịt chiếu vào khuôn mặt mị hoặc chúng sinh mà hiện ra một tầng khí chất u buồn. Di Hà lắc đầu thở dài. Mạch Xanh Tiêu mười ngón tay mảnh khảnh cùng tiết tấu của Ruột Tôn mà đàn theo. Khi tiếng đàn dừng lại, Mạch Xanh Tiêu cũng nhắm chặt hai tay. Cô cố hết sức vịn lấy lan can đứng lên trở lại phòng ngủ. Vừa mới đến mép giường liền nghe được tiếng bước chân của Ruột Tôn lên tới lầu. Từ đó sau mỗi ngày, Ruột Tôn mỗi đêm đều thức khuya hơn Mạch Xanh Tiêu. Cô luôn có thể ở trong phòng ngủ nghe được tiếng đàn dương cầm truyền đến. Xanh Tiêu giống như là có thói quen, mỗi lần cũng sẽ đi đến đầu bậc thang. Cô có thể xa xa nhìn thấy hình ảnh của người đàn ông. Hắn vừa quay đầu lại, tổn thương đã sâu, nhưng ngay cả Xanh Tiêu cũng không kịp đưa tay ra. Ruột Tôn biết rõ tiếng đàn của hắn, cô cùng con đều có thể nghe thấy. Cố Tiêu Tây bởi vì không có bằng cấp, tìm được công việc tốt rất khó. Ở một nơi như thế này, một học sinh tốt nghiệp trung học, bằng cấp, khoa chính quy đều là vừa nắm một bó to trong xã hội, càng không có chỗ đặt chân mà sống. Cô rời nhà đi làm việc ở nhà máy điện tử không xa, tiền lương cơ bản là 1.140 nhân dân tệ. Thêm tiền tăng ca, một tháng chỉ có thể kiếm được 2.000 tệ. Tiền của Nghiêm Trạm Thanh để cho, cô một phần cũng chưa có động đến. Cố Tiêu Tây luôn tìm cơ hội muốn trả lại cho hắn. Cố mẹ đến nay tung tích cũng chưa rõ. Cô chủ nhật cũng không thể nghỉ ngơi cho tốt, in không ít mục tìm người dán khắp phố lớn ngõ nhỏ. Lúc nhận được điện thoại của Tô Ngải Nhã cũng là lúc Cố Tiêu Tây tan tầm về nhà. Tô Ngải Nhã hẹn cô đến quán cà phê gặp mặt. Vừa đến, Cố Tiêu Tây liền đem trả điện thoại mà trước đây Tô Ngải Nhã đã đưa cho cô. Tự cô đi mua cái mới có thể gọi điện thoại được. Ây, cô nhìn xem lại tay của cô đi, bị lãng phí thành ra cái bộ dạng gì rồi. Cố Tiêu Tây đem bàn tay nứt nẻ để xuống dưới bàn. Cô tìm tôi có việc gì sao? Lúc này cô mới ra chưa bao lâu, có phải là không muốn trả thù nữa? Chúng ta đấu không lại Ruột Tôn, việc này không khác gì lấy trứng chọi với đá. Nhìn cô cũng có chút tiền đồ. Tô Ngải Nhã móc ra thuốc lá. Cô có muốn không? Cố Tiêu Tây vội vàng khoát tay. Cô có biết thư điểm không? Cố Tiêu Tây đối với thư điểm có chút ấn tượng. Lúc trước còn bị cô ấy hắt một ly nước vào người. Tôi biết. Ờ, biết là tốt rồi. Tô Ngải Nhã ra sức hít một hơi thuốc. Bây giờ tôi mới biết được, bạn trai của thư điểm lúc trước thiếu chút nữa đã chết trong tay Ruột Tôn. Hắn không ai trêu, lại hết lần này tới lần khác chọc tới Ruột Tôn. Tôi hiện tại không chắc lắm. Tăng Viêm có biết hay không, cái chết của hắn chính là do đối đầu với Ruột Tôn. Ai muốn lấy mạng của anh ta? Chẳng lẽ anh ta còn không biết sao? Tô Ngải Nhã liếc thẳng Cố Tiêu Tây một cái. Cô cho rằng Ruột Tôn sẽ đích thân ra tay sao? Có không ít người long tranh hổ đấu đến chết, đến trước điện Diêm Vương cũng không biết kẻ thù của mình là ai đấy. Cố Tiêu Tây cũng không hiểu những việc này nên chỉ có thể không lên tiếng. Mà như vậy cũng không sao, tôi hiện tại nghĩ ra một cách. Hôm nay cần nhất là làm cho Tăng Viêm biết rõ từng chân tướng, lợi dụng cái chết của Thư Điềm làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau. Dù sao thì Mạch Xanh Tiêu cùng Thư Điềm ở trường cũng là bạn rất thân, chuyện này sẽ ra xem ra rất náo nhiệt đây. Cái gì? Cố Tiêu Tây kinh hãi. Người mà cô muốn trả thù là Ruột Tôn, người khác không có liên quan gì cả.
Ây, cô đúng là ngu ngốc. Tô Ngải Nhã lại lần nữa hoài nghi, à làm sao lại tìm đến người không có chút đầu óc nào là Cố Tiêu Tây này. Cô cho rằng chỉ dựa vào hai người chúng ta là có thể trả thù sao? Muốn tự sát cũng có nhiều cách lắm. Ai, Cố Tiêu Tây, cô không nghĩ đến khi lâm trận rồi bỏ chạy đấy chứ. Tôi cho cô biết, nếu cô đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, người đầu tiên tôi không buông tha là cô. Thật là... Cố Tiêu Tây thoáng nhìn ánh mắt hung ác của Tô Ngải Nhã, lại đem những lời muốn nói nuốt xuống. Cô tìm tôi làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tôi giết người sao? Cô ư? Tô Ngải Nhã bật cười lạnh lên tiếng. Vừa nhìn cô đã biết là không có tiền đồ, ở đó mà còn mơ giết người. Vậy cô muốn giúp tôi dụ dỗ Thư Điềm đến, hoặc là Mạch Xanh Tiêu cũng được. Bất luận hai người đó ai chết, đối với chúng ta đều có lợi. Không được. Cố Tiêu Tây không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Họ dựa vào cái gì mà đi theo tôi? Thế cô lúc trước không phải có qua lại với Duật Tôn sao? Tùy tiện bịa đặt một ít chuyện, hẹn đến một nơi gặp mặt, không phải là chuyện đơn giản nhất à? Còn những việc sau đó tự nhiên sẽ có người đi làm. Tôi là hận Duật Tôn, nhưng tôi không muốn làm tổn thương đến người khác. Cô... Tô Ngải Nhã thấy không lay chuyển được sự cương quyết của Cố Tiêu Tây. Cô không muốn tìm lại mẹ cô à? Cô trở về trước đi. 3 ngày sau tôi tìm ra mẹ cô. Nhớ kỹ, nếu dám ăn nói lung tung, tôi sẽ cho cô chịu không nổi đâu. Nếu không phải Mạch Xanh Tiêu cả ngày không ra khỏi Ngự Cảnh Uyển nửa bước, hơn nữa Thư Điểm lúc nào cũng có Tăng Viêm đi cùng, Tô Ngải Nhã cũng sẽ không tìm đến một kẻ ngốc như thế này. Cố Tiêu Tây sợ hãi về đến nhà, cô trong bụng đầy tâm sự, ngồi trên ghế không nói lời nào. Cố cha đem các món ăn còn nóng lên bàn, rất đơn giản, một món ăn, một món canh. Đi làm mệt mỏi rồi, nhanh, ăn nhiều một chút. Cố cha lấy một trái trứng gà đưa tới trong tay Cố Tiêu Tây. Dù cuộc sống lại gian khổ, ông cũng sẽ không để con gái mình chịu nhiều đau khổ. Cố Tiêu Tây cổ họng như bị nghẹn lại, nhuốt cũng không trôi cơm. Cha, con lúc ấy nếu không lầm lỡ, nhà chúng ta sẽ không đến mức biến thành thế này. Cố cha gắp lên một đũa thức ăn đưa tới chén của Cố Tiêu Tây. Cha vẫn là có câu nói kia, Tây Tây, làm sai chuyện gì tới đây là dừng, chỉ cần sau này đừng có lại đi vào đường cũ, ba tin tưởng con còn có thể đứng lên. Cố Tiêu Tây cúi xuống cũng không phát hiện ra nước mắt rơi vào trong bát cơm. Mạch Xanh Tiêu sáng sớm liền chuẩn bị tốt mọi thứ, bởi vì thời kỳ mang thai có dùng qua thuốc, bác sĩ liền đề nghị cô mỗi lần kiểm tra đều phải đi. Xanh Tiêu cũng nghiêm túc làm theo, không dám khinh thường. Lúc cô cùng dì Hà đi ra cửa thì Duật Tôn cầm chìa khóa xe từ trên lầu đi xuống. Đúng lúc tôi cũng đến công ty, để tôi chở hai người đi. Không còn gì tốt hơn rồi, may quá. Dì Hà cầm lấy túi sách của Xanh Tiêu. Mạch Xanh Tiêu đã tự đi ra ngoài. Không cần, chúng tôi có thể bắt xe. Chỉ là tiện đường thôi cũng không được sao? Xanh Tiêu không nói gì, đi ra khỏi Ngự Cảnh Uyển, bắt taxi. Dì Hà bước vào chỗ ngồi phía sau, đến bệnh viện phụ sản. Đối với việc lạnh lùng của Mạch Xanh Tiêu, dì Hà dần dần cảm thấy thành thói quen. Trong xe đang phát sóng radio, Xanh Tiêu nâng khuỷu tay xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn thấy theo đuôi là chiếc xe thể thao xa hoa. Bởi vì đang giờ đi làm nên kẹt xe, cho nên tốc độ xe rất chậm. Nếu không phải xe hơi của Duật Tôn quá mức nổi trội, Xanh Tiêu cũng sẽ không nhận ra được. Cô làm như không nhìn thấy, dựa người vào thành ghế. Xe taxi vào cửa bệnh viện, xe của Duật Tôn dừng bên đường cái. Dì Hà dìu Mạch Xanh Tiêu xuống xe. Xanh Tiêu cười nói, dì Hà, không có việc gì, cơ thể của con tốt mà. Ây, vậy cũng phải cẩn thận, mang thai không phải chuyện nhỏ đâu, để tôi dìu cô. Bụng Xanh Tiêu cũng đã hiện hình, mặc dù không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng vòng eo hiển nhiên so với trước đã to hơn một vòng. Duật Tôn hạ cửa sổ xe xuống, thấy dì Hà nắm tay Mạch Xanh Tiêu đi vào bệnh viện. Khám thai, mọi thứ đều tốt. Lúc Xanh Tiêu đi ra, nhìn thấy xe của Duật Tôn vẫn đậu nguyên ở đó. Cô làm như không thấy, đi đến đầu đường,
Dù Tôn không có tiến lên, đợi cho Mạch Xanh Tiêu gọi được xe, lúc này mới theo về Ngự Cảnh Uyển. Xanh Tiêu biết rõ hắn đi đằng sau, cho nên sau khi về đến nhà thì lập tức lên lầu. Dù Tôn đi vào phòng khách, chỉ có dì Hà đang ngồi trên ghế salon. Dạ, Duật thiếu. Kiểm tra có khỏe không? Dạ tốt, sinh long hoạt hổ lắm ạ. Thật không? Duật Tôn khóe miệng dưới dương cười. Có thể nhìn thấy con trong bụng sao? Ây, lúc làm kiểm tra thì tôi không có đi vào, chỉ nghe Xanh Tiêu nói là có thể nhìn thấy rồi. Duật Tôn gật đầu, cũng không biết ở trong bụng hơn 3 tháng đứa con đến cuối cùng là có gì. Nó có một bàn tay lớn hay sao? Dì Hà mở to mắt, đến mỗi lúc như thế này bà đều cảm thấy không đành lòng. Xanh Tiêu nhận được điện thoại của Thư Điềm, vừa mới tỉnh ngủ, cô rửa mặt sạch sau đó đi xuống lầu ăn vài miếng điểm tâm. Thư Điềm đã tới rồi. Cậu thật có thể ngủ đến 10 giờ hay sao? Tinh thần Xanh Tiêu cũng không khá lắm. Ừ, gần đây đặc biệt thích ngủ. Ây, cái cậu này, hay là tại cậu ở nhà thời gian quá dài mà ngây ngốc đi vậy? Đi ra ngoài, theo giúp tớ đi mua đồ đi. Cậu không phải đã mua xong hết rồi sao? Ừ, còn có vài món. Thư Điểm lôi kéo Mạch Xanh Tiêu ra khỏi cửa. Dì à, dì yên tâm, con cam đoan sẽ đem Xanh Tiêu về hoàn chỉnh đến nhà. Ừ, giao cho cô thì đương nhiên là tôi yên tâm rồi. Dì Hà hiền từ nói theo. Xanh Tiêu cầm điện thoại mà Duật Tôn mới mua cho cô đi ra ngoài. Từ lúc cô quyết tâm giữ lại đứa bé, Duật Tôn cũng không còn hạn chế cô. Bình thường, phần lớn thời gian đều do cho dì Hà đi theo. Cho dù cô muốn ra ngoài một chút, dì Hà cũng không cần mọi việc phải thông qua Duật Tôn. Cố Tiêu Tây bị Tô Ngải Nhã lần nữa gọi điện thoại. Cô vốn nghĩ trực tiếp cắt đứt điện thoại, nhưng nghĩ kỹ lại, hay là nên trước nói cho rõ ràng. Cha cô nói rất đúng, nếu như cô lại sai một bước nữa, có lẽ không có cơ hội mà làm lại. Cái gì? Cô đến bây giờ mới nói là không tham gia? Dạ, thật sự xin lỗi, tôi làm không được. Cô có hay không hiểu, cơ hội tốt như vậy, cô không muốn trả thù có phải không? Tô Ngải Nhã tức giận, liên tục dùng ngón tay gõ lên mặt bàn. Cố Tiêu Tây trước kia không hiểu, nhưng sau khi ra tù thì hiểu được. Cha mẹ muốn chính là cô có thể sống thật tốt, mà không phải cả đời chỉ nghĩ đến việc như thế nào mà đi trả thù. Cô yên tâm đi, tôi cam đoan là không đem chuyện này nói ra ngoài. Tô Ngải Nhã vừa muốn nổi giận, trong tay điện thoại liền vang lên. Alo. Thần sắc ả dần dần giãn ra. Có đúng vậy không? Hai người đều ở trên xe, rồi Tôn bên kia thế nào? Tô Ngải Nhã khóe miệng cắn nhẹ. Hắn đang ở công ty à? Tốt, này, ông trời cũng giúp tôi sớm cho có thể trả thù. Cố Tiêu Tây dựng thẳng hai lỗ tai, trong lòng không khỏi thoáng nổ tung. Tô Ngải Nhã khép lại điện thoại. Cô đi đi, coi như chúng ta chưa bao giờ biết nhau. Còn có, việc này cô cũng có phần, nếu cô dám nói ra ngoài, coi chừng chết như thế nào mà không biết đấy. Cố Tiêu Tây thần sắc khum núm, vội vàng đứng dậy mà rời đi. Xanh Tiêu ngồi bên chỗ ghế lái, cô nghiêng đầu nhìn vào Thư Điềm. Này, mình đi đâu đây? Đến địa điểm tổ chức hôn lễ nhìn xem một chút chứ đi đâu. Xanh Tiêu nhìn thấy vài sợi tóc của Thư Điềm rơi xuống, cô vươn tay vén ra. Tang Viêm với Thư Điềm cùng nhau đến hôm nay thật sự là không hề dễ dàng. Hôn lễ thời gian từ từ đến gần, Xanh Tiêu lại có một loại cảm giác bất an dưới đáy lòng cứ tùy tâm mà lan tràn. Cố Tiêu Tây đi ra khỏi quán cà phê, cô dừng lại tại đầu đường, trong lòng tràn ngập phân vân, bước đi chậm chạp không có phương hướng. Mạch Xanh Tiêu đã cứu cô, lúc trước nếu không phải Xanh Tiêu nói giúp một câu, cô có khả năng đã sớm chết trong tay Duật Tôn. Mạch Xanh Tiêu còn lại đã nhận lời cô sẽ làm cho Duật Tôn buông tay, không hề làm khó đến người nhà của cô. Cố Tiêu Tây do dự, cuối cùng đi về hướng trạm điện thoại công cộng. Cô không biết số điện thoại của Mạch Xanh Tiêu, nhưng số của Duật Tôn lại khắc sâu trong trí nhớ của cô. Cô nắm chặt ấm nghe,
sau đó bấm số. Lúc này, Giật Tôn đang họp tại tầng cao nhất của công ty, hắn nghe được có điện thoại cũng không để ý tới. Cố Tiêu Tây không từ bỏ, liền gọi tiếp vài lần. Giật Tôn cầm lấy điện thoại đi ra khỏi văn phòng. Alo. Cố Tiêu Tây nhìn xuống bốn phía bên cạnh. Alo, Thư Điểm cùng Mạch Xanh Tiêu gặp nguy hiểm, hai cô ấy đang cùng trên một chiếc xe, anh đi nhanh đi cứu đi. Ống nghe trong tay hung hăng bị đoạt lấy. Cố Tiêu Tây sợ hãi xoay người thì nhìn thấy Tô Ngải Nhã thần sắc âm lãnh đứng trước mặt. Tô Ngải Nhã đem ống lắng nghe đặt bên tai. Anh còn không biết hai người đó ở cùng một chỗ sao? Tôi cho anh biết, cho dù hiện tại ngăn cản cũng vô dụng, anh chờ mà nhặt xác hai người đó đi. Nếu như Mạch Xanh Tiêu may mắn thoát chết, anh coi như gọi điện thoại nhắc nhở cho cô ta biết. Anh có từng nghĩ tới làm sao anh lại biết hai người đó sẽ xảy ra chuyện không? Chương 121: Tàn phá tân nương. Giật Tôn từ trước đến nay vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng lần này cả trái tim lại lâm vào cảm giác vô cùng hoảng loạn. Cô là ai? Khóe miệng Tô Ngải Nhã chứa đựng ý cười lạnh. Hắn quả nhiên là có quá nhiều phụ nữ, giọng của ả mà hắn cũng không nhận ra. Mạch Xanh Tiêu đang ở đâu? Lúc hắn nổi giận mười phần như mãnh thú, Tô Ngải Nhã đem đập điện thoại xuống. Cố Tiêu Tây vội vàng cúi đầu che kín đi sự lo lắng trong mắt. Chát một tiếng, Tô Ngải Nhã thẹn quá hóa giận, một cái tát giáng xuống. Cô có biết hay không hả? Cô phá hỏng toàn bộ kế hoạch của tôi. Lúc này Duật Tôn chắc chắn sẽ đem chuyện này để đấu đá với Tăng Viêm. Đến cùng món nợ này lại muốn đổ vào đầu tôi sao? Tôi chỉ cảm thấy là hai cô ấy vô tội. Cuối cùng Tô Ngải Nhã lại hối hận một điều, chính là tìm được Cố Tiêu Tây ngu xuẩn này. Ả bị chọc tức, lồng ngực đau đớn, mấu chốt lúc nhất lúc này là Tăng Viêm. Tô Ngải Nhã lấy điện thoại từ trong túi sách. Alo, đem những tư liệu tra được đưa đến tay Tăng Viêm đi. Còn nữa, cũng phải tung tin. Duật Tôn muốn đối phó với hắn ta, nhanh chóng ra tay đi. Hiện tại Duật Tôn biết rồi, nhất định ra tay trước mặt hắn. Cố Tiêu Tây thấy Tô Ngải Nhã đang chuyên tâm gọi điện thoại, cô lui về phía sau, thừa dịp bất ngờ muốn tẩu thoát. Đứng lại! Tô Ngải Nhã tắt điện thoại, nhanh chân chạy đến trước mặt Cố Tiêu Tây. Cô nghĩ là tôi một chút cũng không đề phòng sao? Tôi không nghĩ tới lá gan cô lại lớn như vậy đấy. Lần này cô đã chót nhúng chàm, đừng hòng nghĩ cách dễ dàng mà tẩy sạch. Cô muốn thế nào? Cố Tiêu Tây nhìn xung quanh. Cô không tin Tô Ngải Nhã dám hành hung ở trên đường. Tôi sáng sớm đã cho người điều tra, cô lúc đi ra có người chờ tại cửa nhà cô. Cô có tin là một cú điện thoại của tôi, cô lập tức có thể nhận được tin cha mình bị tai nạn không? Cô nói cái gì? Cố Tiêu Tây mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tôi đã nói chúng ta chung một chiếc thuyền. Tôi rút khỏi còn không được sao? Tôi liền xem như chưa bao giờ biết đến chuyện này. Tô Ngải Nhã tức giận không thôi, lại giáng một cái tát lên mặt của Cố Tiêu Tây. Tôi vốn đã có kế hoạch chi tiết, tôi thật sự không hiểu nổi cô làm như vậy đối với cô thì có lợi ích gì. Tô Ngải Nhã lấy chìa khóa xe. Đi theo tôi. Cố Tiêu Tây không dám chống trả, đành phải đi theo ả. Cố Tiêu Tây hiểu cô đi chuyến này lành ít giữ nhiều. Mạch Xanh Tiêu cử động điều chỉnh lại tư thế ngồi. Có phải là không thoải mái hay không? Không, không có, chỉ là ngồi mãi một tư thế chân đã tê dần lên rồi. Xanh Tiêu xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra phía bên ngoài. Không phải là mình đến lễ đường sao? Sao lại tới nơi vắng vẻ thế này? Thư Điểm cố làm ra vẻ thần bí. Cậu đoán xem hôn lễ của tớ sẽ cử hành ở đâu? Ây, để tớ xem nào. Xanh Tiêu nhếch khóe miệng. Công viên trò chơi hay là khách sạn? Thôi, Thư Điểm đánh thẳng tay lái. Khẳng định là cậu đoán không được đâu. Thì đừng có giấu giấu diếm diếm nữa, nói mau. Được rồi, là công viên nước đấy. Thật sao? Xanh Tiêu không nhịn được mà kinh hô. Cử hành hôn lễ ở đó nhất định là sẽ rất đẹp. Thì đương nhiên, hơn nữa
còn là thời điểm mà cảnh sắc đẹp nhất của năm nữa. Thư Điểm đem âm nhạc trên xe mở lớn, đó là một bản dương cầm nổi tiếng, cho cục cưng của cậu dưỡng thai. Yên tâm đi, chờ sau khi cậu kết hôn cũng sẽ có cục cưng mà. Nhưng tớ vẫn còn muốn chơi thêm mấy năm nữa cơ. À đúng rồi, lần trước nói chú và dì ở nhà không đồng ý, thế bọn họ như thế nào mà bị thuyết phục? Thư Điểm thần sắc ảm đạm, cô giả bộ như nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện tại thì cũng có thể tính là miễn cưỡng đồng ý thôi, nhưng mẹ tớ nói hôn lễ của tớ bà sẽ không tham gia đâu. Vậy kỳ thật cũng chẳng có gì, không tham gia thì thôi mà. Tớ yêu Tăng Viêm, Tăng Viêm cũng yêu tớ, thế là đủ. Thư Điểm chính là cô gái như vậy, làm người thẳng thắn, một khi đã yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt mà yêu. Cô có phần quyết tuyệt, Sanh Tiêu rất khó mà làm được. Thư Điểm, tớ rất hâm mộ cậu. Thư Điểm đưa tay qua nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh như băng của Mạch Sanh Tiêu. Sanh Tiêu, tớ vẫn là nói câu kia, đối với chính mình tốt hơn một chút, tớ không muốn nhìn thấy cậu sống quá mệt mỏi. Hơn nữa cậu hiện tại đã có con, nghĩ đến nó một chút. Sanh Tiêu, những thứ kia ấy giống như khói sương sẽ đi qua thôi. Liệu có phải vậy không? Mạch Sanh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt không thôi. Cô đưa tay phải lên ngăn cản trên trán, ánh mắt không tự giác thoáng nhìn đồng hồ trên tay. Dây đồng hồ bằng da đã loang lổ, có dấu vết bị chóc từng mảng. Thời gian mới hơn một năm, chẳng lẽ người đi thật sự sẽ dần dần bị quên lãng hay sao? Tất cả dấu vết anh từng tồn tại qua đang bị thời gian vô tình mà gạt bỏ. Mạch Sanh Tiêu đem tay phải để vào đầu gối. Thư Điểm biết rõ cô lại nghĩ tới Đào Thần. Sanh Tiêu, tên của cục cưng, mau nghĩ nhanh nhanh một chút đi, cậu nhất định phải đặt một cái tên đẹp trai siêu cấp đấy. Vậy cậu cùng tớ suy nghĩ đi. Nhưng tớ cũng không dành mấy cái này. Duật Tôn tay phải cầm điện thoại rủ xuống bên người. Cú điện thoại này chắc chắn là có người đã nghĩ thông suốt nên mới báo tin. Chỉ có điều lời còn chưa nói xong đã bị người khác phát hiện mà chạy đến ngăn cản. Hắn còn chưa tỉnh hồn, còn chưa kịp thở dốc, liền sải bước rời khỏi công ty. Ngón tay nhanh chóng mở khóa, bấm nhanh số điện thoại của Sanh Tiêu. Trong đầu bỗng dưng nhớ tới câu nói của người phụ nữ kia: anh đừng có nghĩ tới, làm sao anh biết được họ sẽ xảy ra chuyện hay không. Nếu mà hắn nói là có người muốn hành hung rồi thông báo cho hắn biết, bất cứ ai sẽ không tin lời của hắn. Huống chi là Mạch Sanh Tiêu vốn đã đối với hắn hận thấu xương. Duật Tôn mơ hồ cảm giác được chuyện này không đơn giản như vậy. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nên hắn cũng không có đủ thời gian để làm rõ ràng mọi chuyện. Hắn đi vào thang máy rồi xuống tầng hầm, đồng thời bấm gọi cuộc điện thoại cho Sanh Tiêu. Sanh Tiêu cùng Thư Điểm nói đến chuyện kết hôn, nghe được tiếng chuông điện thoại di động, cô cầm lấy rồi đưa mắt nhìn. Sanh Tiêu, là ai gọi vậy? Mạch Sanh Tiêu đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi sách. Không có gì. Là Duật Tôn sao? Chuông điện thoại di động cứ liên tục vang lên, khúc nhạc đàn dương cầm quen thuộc vang lên mà Mạch Sanh Tiêu chưa khi nào cảm thấy bi thương cùng buồn bã như thế. Cô lấy điện thoại di động trong túi sách ra, vốn là nghĩ rằng sẽ không nghe, không biết tại sao ngón tay như bị chi phối, bấm vào nút trả lời. Sanh Tiêu, em đang ở đâu? Đầu bên kia điện thoại, giọng nói người đàn ông đầy lo lắng và sợ hãi. Sanh Tiêu sợ run lên, giống như chưa từng nghe qua thái độ của Duật Tôn như thế bao giờ. Tôi đang ở cùng Thư Điểm. Thư Điểm nghe vậy không khỏi cười ghé người tới gần. Anh yên tâm, 100%, vợ của anh tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt. Duật Tôn trong lòng lo lắng một chút, cũng tốt, bây giờ còn không gặp chuyện gì không may. Sanh Tiêu, em nghe anh nói, hai người hiện tại đang gặp phải nguy hiểm, nhanh tìm nơi nào có nhiều người. Nguy hiểm gì? Làm sao anh biết? Ầm một tiếng, tiếng hét chói tai. Mạch Sanh Tiêu còn chưa kịp phản ứng liền nghe được tiếng hét của Thư Điểm vang lên. Ngay sau đó xe mất lái, hoàn toàn mất đi khống chế. Thư Điểm vội vàng phanh xe lại, quán tính cực lớn khiến cho xe hơi trên đường cao tốc liên tục đảo quanh. Điện thoại trong tay Mạch Sanh Tiêu bị bay ra ngoài,
cô hai tay cầm chặt lấy dây an toàn hét lên: "Xanh Tiêu!" Duật Tôn hai chân bước nhanh bỗng khựng lại: "Mạch Xanh Tiêu!" Lại một tiếng ầm, đầu xe đụng vào hàng rào. Một cánh tay Thư Điểm vô thức ngăn trước người Mạch Xanh Tiêu. Lúc cô ngẩng đầu lên thì ở thái dương đều là máu. Chất lỏng ấm áp đã ngăn cản tầm mắt của cô. Thư Điểm nhanh chóng tháo dây an toàn. Đầu cô váng, mắt hoa, trên người rất đau. Nhưng lúc này cô đã bất chấp có bị tổn thương hay không. Thư Điểm vội vàng xuống xe. Cô mở cửa ghế lái phụ: "Xanh Tiêu, Xanh Tiêu, cậu không sao chứ?" Mạch Xanh Tiêu vừa đưa tay ra sờ, đầy tay đều là máu. Thư Điểm đem dây an toàn của cô tháo bỏ, kéo tay Mạch Xanh Tiêu đỡ cô xuống xe: "Cậu có cảm thấy đau nhức ở chỗ nào không? Đứa bé không có sao chứ?" Xanh Tiêu bàn tay đè lại bụng: "Không, không có việc gì, chỉ là đụng trúng đầu thôi. Thư Điểm, cậu thế nào rồi?" "Tớ cũng không việc gì." Thư Điểm đỡ lấy Xanh Tiêu, đỡ cô đến bên cạnh hàng rào. Cô quay người lại, đã nhìn thấy chiếc xe tải lúc nãy đâm vào hai người. Tài xế cũng không có ý xuống xe xem xét tình hình. Hắn nhanh chóng lùi ra, hướng hai người đứng mà đâm thẳng đến. "Nhanh, Xanh Tiêu, không hay rồi." Thư Điểm dù sao cũng đi theo Tang Viêm nhiều năm. Cô phản ứng rất nhanh, kéo Mạch Xanh Tiêu muốn chạy trốn. "Không được." Xanh Tiêu ngồi sụp xuống, ôm lấy cổ chân. "Chân của tớ, đau." Nơi này là đường cao tốc mới xây dựng, hơn nữa lại là hướng ngoại ô, cho nên thỉnh thoảng mới có chiếc xe chạy qua. Thư Điểm đỡ lấy Mạch Xanh Tiêu ngồi ở trên mặt đất, để cho cô dựa lưng vào hàng rào. Thư Điểm không nói thêm câu gì, liền đứng lên. Mạch Xanh Tiêu giữ chặt cổ tay của cô: "Thư Điểm, cậu mau chạy đi, đừng lo cho tớ." Thư Điểm đẩy tay của cô ra. Mạch Xanh Tiêu trông thấy bên gò má cô giống như thoáng ý cười: "Cậu quên chuyện tớ đã hứa với chồng cậu rồi sao? Tớ sẽ đảm bảo an toàn cho cậu." Lời còn chưa dứt, Thư Điểm không có thời gian để lãng phí. Cô nhanh nhẹn trở lại trên xe. Cái chìa khóa còn ở trên xe. Tốt, có thể khởi động xe. Xanh Tiêu trơ mắt nhìn chiếc Mini Cooper bị đâm đến méo mó. Đuôi xe gần như bị đầu xe tải đè bẹp. Thư Điểm muốn dùng xe của mình chặn đứng chiếc xe tải lại. Mạch Xanh Tiêu trừng lớn hai mắt, toàn thân như rơi vào hầm băng. "Đừng mà, đừng, Thư Điểm, xuống mau, đừng làm như thế." Lần va chạm này cùng việc đi tìm cái chết cũng không có gì khác biệt. Rầm, lại là một hồi va chạm kịch liệt. Chiếc xe tải cơ hồ nhốt mất nửa chiếc xe của Thư Điểm, đồng thời lái xe giẫm mạnh chân ga, chiếc xe bị đẩy đi một đường ma sát về hướng phía trước. Mạch Xanh Tiêu dãy giụa nhổm dậy: "Thư Điểm!" Phía sau có mấy chiếc xe dừng lại: "Không hay rồi, xảy ra tai nạn giao thông rồi. Mau, mau báo cảnh sát." Xanh Tiêu khập khiễng chạy tới: "Dừng lại, Thư Điểm!" Thư Điểm đẩy ra cửa xe, răn long cắn chặt răng, buông tay lái nhảy ra khỏi ghế. Cũng không nghĩ đến đùi phải bị mắc kẹt vào vật gì đó. Cùng lúc đó, đầu xe tải bỗng đâm tới một lần nữa. Rầm một tiếng lớn, cả chiếc xe bị đè ép. Xanh Tiêu nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết vô cùng truyền đến. Cô toàn thân sức lực như bị rút sạch, sụi lơ trên mặt đất, không thể nào gượng dậy nổi. Tài xế xe tải thấy thế, chuyển hướng xe một cái, lại đụng phải chiếc Honda dừng bên cạnh, lúc này mới tăng tốc bỏ chạy. Hai tay Mạch Xanh Tiêu chống lên mặt đường giá lạnh, hai tay cô run rẩy, ngay cả sức lực bỏ cũng không có. "Thư Điểm, Thư Điểm!" Người đi đường lần lượt dừng lại, cũng có vài chiếc xe nhỏ đuổi theo chiếc xe gây ra tai nạn mà bỏ đi. "Cô không sao chứ? Cô cũng ở trên chiếc xe đó sao?" Ai nói cái gì, Mạch Xanh Tiêu đều không nghe vào, giống như người bị điếc, trong miệng lặp đi lặp lại nhiều lần kêu tên Thư Điểm. "Cứu mạng, Thư Điểm!" Có người từ trên xe mang áo khoác tới choàng lên vai cô. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát rất nhanh chạy đến. Mạch Xanh Tiêu nhìn xem bọn họ kéo cả giới truyền thông, nhanh chóng lấy hai tay dùng sức đập lên mặt đất. "Thư Điểm, cậu trả lời tớ một tiếng đi." Xanh Tiêu khóc lóc thảm thiết. Sau đó không lâu, xe cứu hỏa cũng chạy tới đến chỗ Thư Điểm tiến hành cứu giúp. Nhân viên chăm sóc và y tá cầm cáng đi vào muốn đỡ Mạch Xanh Tiêu lên. "Không, không cần, không cần." Mạch Xanh Tiêu hạt gạt hai tay ra.
để cho tôi gặp Thư Điểm. Cô yên tâm đi, chúng tôi đang cứu cô ấy, sẽ không có việc gì đâu. Làm sao mà có thể không có việc gì? Mạch Xanh Tiêu ánh mắt mông lung, nhìn xuyên qua đám người, trông thấy Thư Điểm nằm trên mặt đất, quần áo đều là máu, một chân bị kẹt tại ghế lái, đã lâm vào hôn mê. Nhân viên phòng cháy đang dùng cưa sắt cắt cánh cửa xe. Xanh Tiêu hai tay che miệng, sợ tới mức thất kinh, đôi vai kịch liệt run rẩy. Khi Giọt Tôn chạy tới, sự việc dĩ nhiên đã khó có thể vãn hồi. Mạch Xanh Tiêu nằm ở trên cáng không chịu đi. Người đàn ông lúc đầu cũng không phát hiện ra cô. Hắn vội vàng xuống xe, bước chân nhanh chóng cũng không vững vàng như ngày thường. Giọt Tôn xông qua dây căng dưới tuyến, vài cảnh sát vội ngăn hắn lại. Xin anh không nên quấy rầy người thi hành công vụ. Giọt Tôn sắc mặt lo lắng, còn người đèn lái hiện ra tia thô bạo, làm mấy người không rét mà run. Hắn vươn tay đẩy bọn họ ra, nhìn thấy người bị mắc kẹt là Thư Điểm. Còn một người nữa đâu? Nhân viên phòng cháy cũng không biết Xanh Tiêu ở cách đó không xa. Xin mời anh ra khỏi hiện trường. Giọt Tôn bị một cảm giác bất an mãnh liệt cùng sợ hãi ngập tràn trong lòng. Hắn nhìn thấy chiếc xe ô tô đã bị đâm đến nát vụn. Sự tỉnh táo vốn có của hắn chắc chắn đã sớm vứt đến 9 tầng mây. Hắn lạnh lùng như ác ma. Đối với Thư Điểm trọng thương đến cửu tử nhất sinh, hắn cũng chỉ liếc mắt nhìn không hơn. Giọt Tôn đi vào chỗ đuôi xe, mặc cho xe đã biến dạng, không biết đâu là đầu, đâu là đuôi. Một cánh cửa xe đã rớt ngã vào ven đường. Mạch Xanh Tiêu trông thấy vẻ lo lắng của người đàn ông, cô há to miệng, lại như thế nào đều kêu không ra được tên của hắn. Giọt Tôn quỳ một gối xuống mặt đất, nhìn bên dưới thân xe. Lúc đứng lên, hai đầu gối đã dính không ít tro bụi. Người đàn ông này vĩnh viễn cao ngạo như quý tộc. Xanh Tiêu cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua hắn có bộ dạng này. Giọt Tôn hai tay kéo cửa xe bên kia. Cửa xe bị dị dạng nghiêm trọng, sắc bén như lưỡi dao, đâm vào lòng bàn tay hắn, kéo thành vài vết máu. Giọt Tôn đánh xuống, bàn tay đấm mạnh xuống xe. Xanh Tiêu, Mạch Xanh Tiêu. Tiên sinh, xin ngài hãy bình tĩnh. Ta hỏi, vợ các người xảy ra chuyện thì các người có thể bình tĩnh không? Cút cho ta, cút. Người đàn ông quát tháo chói tai, con ngươi đen láy trong mắt đỏ ngầu như màu máu. Hắn nổi giận, phảng phất như ác thú bị vây hãm, ai cũng không dám đến gần. Xanh Tiêu trong lòng cảm thấy chua xót, nước mắt vô thức lại rơi xuống. Bên cạnh là hộ lý đang xử lý vết thương cho cô, cất tiếng hỏi. Anh ta là chồng cô à? Muốn tôi đi gọi anh ta đến không? Xanh Tiêu càng khóc lớn hơn, nghẹn ngào, cổ họng như bị nghiền nát, một câu đầy đủ cũng không nói được. Nơi này, người đâu? Còn một người nữa đâu? Giọt Tôn hướng đến cảnh sát cùng bác sĩ và nhân viên cứu hộ hét lên. Mạch Xanh Tiêu giơ tay lên, lau sạch nước mắt, tầm mắt mông lung vẫn không thể nhìn rõ được gì. Cô hướng người y tá đang đợi câu trả lời, rồi nhẹ gật đầu. Người hộ lý thả băng gạc xuống, đi tới bên cạnh Giọt Tôn nói. Có phải anh đang tìm vợ anh không? Cô ấy không sao, đang ở bên kia. Người đàn ông nhìn theo hướng y tá chỉ. Hắn chạy nhanh đến bên Xanh Tiêu, va vào nhiều người cũng không nhận ra. Đáy mắt hung ác nham hiểm cũng tan đi chút ít. Giọt Tôn đi tới trước mặt Mạch Xanh Tiêu. Hắn ngồi xổm người xuống, hai tay dùng sức ôm cô vào lòng. Gò má Xanh Tiêu gối lên đầu vai Giọt Tôn. Cô cũng không đẩy hắn ra, hai tay cô nắm chặt cánh tay người đàn ông. Thư Điểm sao rồi? Cậu ấy có sao không? Giọt Tôn bàn tay vuốt lên đầu Mạch Xanh Tiêu. Đang được cứu chữa. Xanh Tiêu tựa ở trên người hắn, một chút khí lực cũng không có. Cô khóc đến hai mắt sưng đỏ. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao phải như vậy? Cách đó không xa, truyền đến âm thanh Thư Điểm được đem ra nâng đến băng ca. Mạch Xanh Tiêu nghiêng người đứng dậy, lại bị Giọt Tôn che kín hai mắt. Đừng nhìn. Cô gạt đi bàn tay người đàn ông. Thư Điểm ít nhất cũng còn sống, phải vậy không? Vết máu uốn lượn trên đường cao tốc cứ như là rượu loang. Cầm Giọt Tôn chống đỡ tại đỉnh đầu Xanh Tiêu, hắn mạnh mẽ ôm cô. Mạch Xanh Tiêu cảm giác có chút đau đớn. Mặc dù như vậy, cô cũng không đẩy hắn ra. Xanh Tiêu được đưa vào bệnh viện làm một loạt kiểm tra. Ngoại trừ trên đầu có ngoại thương, may cũng không có gì đáng lo.
đứa trẻ trong bụng cũng không sao. Đây là lần đầu tiên Duật Tôn ở gần cô như vậy. Mạch Xanh Tiêu tâm tình kích động, khóc khó có thể kiềm chế. Bác sĩ ở bên cạnh an ủi, làm cho cô nhất định phải hòa hoãn xuống. Làm xong kiểm tra, anh sẽ đưa em đi gặp Thư Điểm ngay. Mạch Xanh Tiêu lúc này mới bình tĩnh trở lại chút ít. Đi tới phòng cấp cứu thì Thư Điểm còn chưa ra. Duật Tôn dìu Mạch Xanh Tiêu bên ngoài chờ. Không bao lâu, một loạt tiếng bước chân dồn dập chạy vội đến. Tang Viêm bồi hồi lo lắng ở bên ngoài phòng cấp cứu. Cửa phòng cấp cứu bỗng nhiên mở ra, Mạch Xanh Tiêu vội đứng người lên. Ai là người thân của bệnh nhân? Tôi. Tang Viêm vội vàng tiến lên. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, đùi phải không giữ được, cần phải cắt bỏ, phải ký tên vào đơn phẫu thuật. Cái gì? Tang Viêm như bị sét đánh, khuôn mặt anh tuấn ngay lập tức huyết sắc toàn thân cũng không còn. Xin hãy ký tên đi, nếu không thì cả sinh mạng cũng e là khó giữ đấy. Mạch Xanh Tiêu như hít phải một luồng lãnh khí, nửa người trên ngồi phịch xuống ghế. Thư Điểm thích nhất được xinh đẹp. Mùa hè cô thích mặc váy ngắn, bởi vì đôi chân của cô rất đẹp. Cô thường xuyên nói cho Xanh Tiêu đây là tài sản mà cha mẹ cho, không khoe sẽ lãng phí, rất đáng tiếc. Xanh Tiêu lệ rơi đầy mặt. Còn có vài ngày, Thư Điểm sẽ mặc váy cưới tinh khôi cùng người đàn ông mà cô yêu nhất bước lên thảm đỏ. Mạch Xanh Tiêu hai tay níu chặt cổ áo, khom lưng xuống khóc. Đừng, đừng như vậy mà. Tang Viêm vô hồn vẫn tiếp nhận giấy ký tên của bác sĩ. Mạch Xanh Tiêu lắc đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay của Duật Tôn. Đừng ký tên. Nhưng trong lòng cô hiểu rõ, nếu như không ký tên, Thư Điểm sẽ mất mạng. Mạch Xanh Tiêu trông thấy Tang Viêm giơ tay lên, cổ tay hắn run rẩy nhưng lại ký tên vô cùng kiên định. Bác sĩ cầm lấy đơn cho phép giải phẫu, bước nhanh trở lại phòng cấp cứu. Tang Viêm thân thể lảo đảo, hai tay chống ở đầu gối, mặt thật sâu chôn xuống. Thư Điểm nằm trên giường trắng đi ra. Mạch Xanh Tiêu đi tới, sắc mặt cô tái nhợt, không khác gì so với người đã chết. Phía chân dưới, mặc dù đã đắp chăn nhưng vẫn có thể nhìn thấy lõm xuống một bên. Thư Điểm thật sự đã mất một chân. Cha mẹ Thư Điểm nghe được tin chạy đến. Thư mẹ khóc như chết đi sống lại. Trong phòng bệnh tràn ngập cảm giác bi thương. Mạch Xanh Tiêu ngồi ở cửa ra vào. Tang Viêm phái người đưa cha mẹ Thư Điểm về nhà. Lúc này đã 8 giờ tối. Xanh Tiêu lo âu thấp thỏm đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, nhìn về phía Thư Điểm vẫn hôn mê như cũ. Cô ấy vì sao còn chưa tỉnh lại? Hẳn là vẫn còn thuốc mê. Duật Tôn ở bên cạnh coi chừng. Tôi muốn vào xem cô ấy một chút. Để tôi đi vào cùng em. Xanh Tiêu mở cửa. Không cần. Cổ tay của cô vẫn bị Duật Tôn giữ lại. Cẩn thận một chút, tôi ở bên ngoài chờ em. Mạch Xanh Tiêu đi vào phòng bệnh. Tang Viêm nắm tay Thư Điểm vẫn không nhúc nhích, ngồi bên mép giường của cô. Nghe được tiếng bước chân, người đàn ông cũng không ngẩng đầu lên, trong tay nắm chặt lại, càng dùng sức. Mạch Xanh Tiêu che miệng khóc thảm thiết. Thư Điểm da môi bị nứt nẻ nhưng ngủ rất sâu. Xanh Tiêu khó có thể tưởng tượng được khi cô ấy tỉnh lại làm sao mà đối mặt hết thảy mọi chuyện. Tang Viêm nghe được tiếng khóc, lúc này mới ngẩng đầu. Thật xin lỗi. Người đàn ông trong mắt lộ vẻ hung ác. Xanh Tiêu cũng không khỏi sợ hãi. Cô dừng bước. Nếu không có tôi trên xe, một mình Thư Điểm nhất định có thể thoát khỏi. Cô là người của Duật Tôn phải không? Xanh Tiêu đối với vấn đề này đột nhiên hỏi, có chút bất ngờ. Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Tôi bị súng đả thương, thiếu chút nữa mất mạng. Cô đã đến bệnh viện thăm. Xanh Tiêu gật đầu. Vâng, tôi nhớ. Người đả thương tôi chính là Duật Tôn. Xanh Tiêu bất giác cắn môi. Tôi cũng mới biết được. Tang Viêm đem tay đặt ở môi Thư Điểm. Cô không cảm thấy có gì lạ thật sao? Theo thủ đoạn của hắn, biết được quan hệ của tôi cùng Thư Điểm, làm sao còn có thể để cho hai người cùng đi với nhau nhiều lần như vậy? Mạch Xanh Tiêu vội vàng khoát tay, bất chi bất giác lại vì Duật Tôn mà cãi. Không phải vậy, hắn cũng là khi thấy được thiệp mời của hai người mới biết được. Tôi lúc trước
cũng không trước mặt hắn mà nhắc qua anh. Đây không phải là càng kỳ lạ sao? Tăng Viêm tầm mắt âm trầm hướng tới Sanh Tiêu. Hắn biết được chuyện này, Thư Điểm lập tức xảy ra chuyện. Người đàn ông ngắm nhìn Thư Điểm đang nằm trên giường bệnh. Hắn cúi người, thân sắc cũng thay đổi, trở nên nhu hòa đứng dậy. Tăng Viêm đem tay Thư Điểm nhét vào trong chăn. Chỉ có điều, hẳn là hắn đã đi một nước cờ kém một chiêu, lại không ngờ tới việc cô cũng ở trong xe. Hay là hắn căn bản cũng không quan tâm đến sinh tử của cô. Mạch Xanh Tiêu hai mắt ướt át nhìn về phía cửa kính. Dột Tôn biết rõ cô lo lắng cho Thư Điểm, rồi lại sợ Tăng Viêm gây bất lợi cho cô, cho nên một tấc cũng không rời, đứng canh giữ bên ngoài phòng bệnh. Xanh Tiêu nhớ tới việc trước khi xảy ra tai nạn có nhận được cú điện thoại kia, khẩu khí Dột Tôn, hắn chắc chắn biết rõ mọi chuyện xảy ra. Hết chương 121, hết tập 34. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn thân mến, như Admin đã giới thiệu, trong thời gian tới, sau khi Admin B đọc hết bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, Admin B sẽ đọc một bộ truyện mới có tên là Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, được phát trên kênh YouTube mới, kênh YouTube thứ 3 của nhóm, kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Mong các bạn sẽ hết sức ủng hộ. Mọi thông tin sẽ được cập nhật trên fanpage. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của các video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập sau.